Thank you.
chứ nghe. Ngon lắm cả nhà ơi, ngon hơn cái kebab của bên mình. Cái bánh mì ở đây á nó mềm ngon lắm, mà thịt với lại sốt của nó cũng ngon, sốt của nó hơi chua chua, giống như có vị giống như là da u vậy á. Sỉ sỉ mà nên nó hơi mắc, 17 đồng. Còn ở bên nhà mình á, cái bánh mì cái bát á chừng 7 đồng 8 đồng là cao rồi nha. Đây một cái này là tới 17 đồng rồi. Bán nhà bự thì có gì được. Chồng mình á, ông ăn cái bánh mì có phô mai tan chảy luôn á.
trên đây là cây thông thiệt luôn á. Đúng rồi. Trời, đây là quá sang luôn nha. Tất cả đều là thông thiệt luôn á. Cảnh ta có má gì gì hết cơm mà thầy không phải đâu, bả đồ ăn xúc xích cha lúc ta ăn nuôi đi cơm xúc xích. Cơm này không phải nó chiên hết ta? Dạ không đâu cô, nó trộn lên vậy hết, nó nấu khô eo cô nữa, trộn với lại đun vậy hả, nó sốt vậy. Quá là che mặt lại hết rồi cả nhà ơi. Con chào đi, con xin chào và các chú. Chào các chú giỏi quá, các ca giỏi quá. Chào bà các chú. Mình đã ăn thử bánh mì với tại ức vịt đó cả nhà. Họ bán một ổ nhỏ nhỏ vậy là 17 đồng. Ăn cũng được. Họ có cái sốt chua chua giống như da ua vậy đó. Xà lách với cà chua. Bánh mì thì giòn giòn, cũng hơi giống giống bánh mì Việt Nam của mình. Mình đi vòng vòng á, ăn thử mỗi thứ một ít vậy, ăn cho biết. Cũng hơi lạnh cả nhà. Bây giờ chiều xuống khoảng 3 giờ mấy á, mình bắt đầu thấy lạnh cái chân của mình. Tại hôm nay mình không có mang bốt. Ấm lắm cả nhà ơi. Đang lạnh mà có cái này ấm lắm. Sưởi hai cái tay. Nếu các bạn thích video của mình, xin hãy đăng ký, like, share và comment để ủng hộ tinh thần mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.